Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món mì ý trộn dầu ô liu tỏi. Món này rất là dễ làm, chị em có thể làm đổi món cho gia đình. Đầu tiên thì mình cắt 6 tép tỏi thành những lát mỏng như vậy. Kế đến là mình cắt một ít ngò tây. Món này dùng hơi nhiều dầu, mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh dầu ô liu. Trong lúc phi tỏi thì mình chuẩn bị nước luộc mì ý. Cho tỏi vào khi dầu còn đang ấm ấm. Đến khi tỏi có những bọt khí xung quanh như vậy thì mình hạ nhỏ lửa lại. Cách làm này giúp làm chín tỏi từ từ và giữ hương vị của tỏi. Dầu ô liu nó có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với dầu thông thường ha. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì dầu ô liu nó giúp ngăn ngừa về bệnh tim mạch nè, bệnh Alzheimer này, có thể làm giảm tiểu đường type 2 này, rồi nó còn có chứa chất chống ung thư nữa. Ngày nay thì trên thị trường dầu ô liu đa dạng, quá trình tinh chế dầu nó cũng làm thất thoát các dưỡng chất, cho nên bạn còn phải chắc chắn rằng mình mua dầu ô liu nguyên chất để đảm bảo hàm lượng này và lợi ích tốt nhất mà dầu mang lại. Đến khi tỏi hơi vàng thì mình tắt bếp, đừng để tỏi vàng cháy. Nước sôi rồi mình cho mì vào nước luộc ha. Nhà mình dùng dầu ô liu hầu hết trong nấu nướng, chỉ trừ các món chiên thì mình dùng dầu hoa cải thôi. Vì dầu ô liu nó thường không đạt được độ nóng cao như dầu hoa cải, cho nên cái món chiên nó không có được giòn ngon. Thứ hai nữa là chiên xong thì mình bỏ cái dầu đó đi, cho nên nếu mà dùng dầu ô liu thì rất là lãng phí. Mì sau khi luộc xong thì vớt ra ngoài. Bạn lưu ý là sau khi luộc mì ý thì mình không cần phải xả lại bằng nước lạnh đâu. Và nhớ là giữ lại một ít nước luộc mì để sau này mình trộn mì nha. Mình cho 1/3 cúp nước luộc mì vào trong chảo dầu. Cho thêm một ít muối. Theo đúng công thức của người Ý thì món mì Ý này nó sẽ cho vào một ít ớt bột để tạo vị cay cay và có chút màu đỏ đẹp mắt. Nhưng mà gia đình nào có con nhỏ thì có thể bỏ qua cũng được. Sau đó thì mình cho mì vào, cho một muỗng Parmesan cheese. Tiếp đến là cho ngò tây và mình trộn đều lên. Trên tiêu đề mình có ghi là pasta. Pasta là từ gọi chung cho các loại mì Ý. Spaghetti là mì kiểu sợi dài tròn, rất là phổ biến ở Việt Nam. Hôm nay thì mình dùng mì Ý Rinconi. Mì là sợi bản to, vì mình thích ăn mì sợi bản to hơn. Với lại sợi mì nó cũng dai hơn là mì cộng tròn. Bạn có thể dùng mì spaghetti tùy ý ha. Bây giờ thì mình cho thêm một ít tiêu nè. Vậy là xong rồi. Bây giờ gấp ra đĩa ha. Mình cho thêm một ít ngò tây và 1/2 muỗng Parmesan cheese lên trên để trình bày cho đẹp. Món mì ý trộn dầu ô liu tỏi đã hoàn thành. Món này có thể ăn kèm với tôm rang bơ tỏi hay là tôm hùm nướng bơ tỏi cũng ngon. Mình có làm video chia sẻ công thức món tôm hùm nướng bơ tỏi hôm trước.
Hy vọng là các bạn và gia đình sẽ cảm thấy thích món mì Ý dầu ô liu tỏi của mình. Các bạn nhớ bấm nút like, theo dõi để xem những video mới tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại.